Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng và phát triển ngành ngoại giao. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao điều hành buổi làm việc. Trước khi tiến hành làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đúng dịp cả nước kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và cũng là 79 năm ngày Ngoại giao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ ngoại giao, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, với chiều dài 79 năm lịch sử cách mạng và 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt được kết quả vĩ đại, hội nhập ngày càng sâu rộng, có những đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới. Phát huy vai trò tích cực nhiều diễn đàn đa phương hóa, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về đất nước chúng ta, về những đóng góp của chúng ta, trong đó có những đóng góp của ngành ngoại giao. Đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của ngành ngoại giao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, ngành ngoại giao cần chủ động kịp thời phát hiện cơ hội thách thức ngành ngoại giao khi chúng ta hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Nắm vững xu thế thời đại, đưa đất nước ta đi tắt đón đầu, nâng tầm và chủ động mở rộng sự đóng góp của Việt Nam vào hòa bình và phát triển của thế giới, vào phân công lao động quốc tế. Bên cạnh đó, cần củng cố tiên phong chính sách ngoại giao mới với trọng tâm ngoại giao thời đại mới là ngoại giao kinh tế, ngoại giao nhân quyền, ngoại giao văn hóa, ngoại giao kết hợp với quốc phòng an ninh. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao vừa hồng vừa chuyên.